quý vị đang theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Tôi, bác sĩ Kimberly, xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay đề tài là Chọn kem nào để dưỡng da là một việc quan trọng nhưng nhiều quý vị không bỏ thời giờ để tìm hiểu về phương pháp chữa trị của sản phẩm mà chỉ theo đuổi nhãn hiệu mà thôi. Đây là đề tài của ngày hôm nay. Kimberly cùng Vi Lan sẽ trò chuyện. Xin mời quý vị đón xem. Welcome back, chị Vi Lan. Lan trước hết xin được chào tái ngộ đến với quý thính giả trong giờ bác sĩ Kimberly talk show. Chào bác sĩ Kimberly. Chào chị. Chị nghĩ sao đề tài ngày hôm nay rất là hấp dẫn. Kimberly muốn hỏi một câu hỏi này nhé. Ừ. Là thứ nhất là nếu mình dùng một sản phẩm, nếu chị dùng một sản phẩm mà lâu năm, mình chị thấy làn da của mình nó không được theo ý muốn. Nhìn vào gương mình thấy nó không được theo ý muốn. Ví dụ như bị lão hóa thì uh, hoặc là mình bị uh, già trước tuổi. Dĩ nhiên là ai cũng từ từ cũng sẽ già đi phải không ạ? Yeah. Nhưng mà mình già trước tuổi thì chị thấy sao chị sẽ ngưng hay là chị sẽ tiếp tục? Vì là nghĩ chắc chắn là mình phải ngưng và mình phải tìm cái cách nào mình thay đổi cái sản phẩm để cho nó thích hợp với mình đúng không ạ? À? Uh, Kimberly cũng nghĩ vậy là vì nếu mình nhìn vào gương mà mình thấy mình không được uh, giống như là cái 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 cái, uh, cái như ý uh, muốn của mình đúng vậy. <laughs> Nhưng mà chị biết sao không có nhiều người khi đến tham khảo da đó? Uh, Kimberly để, để ý là nhiều người điền phải điền cái đơn giống như chị đi bác sĩ chị phải điền cái đơn rồi uh -huh. nói là ok khai một chút xíu về làn da thì Kimberly có thấy là nhiều người dùng 9 năm 10 năm 20 năm một cái sản phẩm uh -huh. rồi uh, tại vì họ quen dùng chị biết cái đó là cái 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 thói quen, cái, cái, cái thói quen với lại cái um, tính của con người đó yeah. là đôi khi mình cũng không muốn có sự thay đổi và nhất là người lớn và yeah. nó là uh, Ngựa quen đường cũ là tất nhiên là Kimberly nghĩ rằng đôi khi mình đã có một cái thói quen rồi nó cũng rất là khó cho mình thay đổi yeah. à, một cái sản phẩm mà dùng hai ba chục năm à, rốt cuộc mình thấy nám hiện lên à. hay là mình thấy mình bị lão hóa à, nhưng mà những người đó vẫn tiếp tục dùng chị ừ. thấy sao vậy đúng hay sai à, có nhiều khi tại sao mà họ tiếp tục dùng Kimberly không không hiểu được chị nghĩ tại sao thì như bác sĩ nói uh, thưa quý vị có lẽ là thứ nhất là mình không thích thay đổi thứ hai nữa là nhiều khi họ cũng không biết phải thay đổi như thế nào ừ. đó thành ra là nhiều khi họ cứ tiếp tục dùng họ nghĩ là Um, chắc có lẽ là rồi là một lúc nào nó sẽ khá hơn nó tốt hơn ừ. chăng đó và thứ ba nữa họ cũng vinh theo cái nhãn hiệu mà họ dùng nữa đôi khi mình mua những cái nhãn hiệu đắt tiền thì mình nghĩ là ờ tại vì tốt. cái à. tên tuổi như vậy thì chắc chắn là sẽ làm cho cái làn da mình tốt nhưng yeah. mà như bác sĩ nói cũng như là ừ. quý vị cũng đã biết rồi nếu mà mình xài một cái sản phẩm bất cứ theo cái nhãn hiệu nào nó không ừ. thích hợp với mình thì mình cũng phải ngưng chứ không phải vì cái tên tuổi của cái nhãn hiệu đó nó lớn nó nổi tiếng mà nó sẽ thích hợp với mình ừ. đúng không ạ dạ chị nói đúng kim uh, Kimberly cũng thấy làm lạ là nhiều người cứ tiếp tục như vậy yeah. mà uh, một khi đến ấy, thì họ uh, cũng như là họ có những cái vấn đề mà họ muốn mình giúp tuy nhiên là họ biết là họ có thấy nám họ thấy cái làn da không được theo ý muốn nhưng mà chị nói đúng có thể là họ không biết phải làm gì yeah. đó và những cái sản phẩm như hồi xưa họ bắt đầu dùng từ hồi ở Việt Nam tại vì người Việt Nam mình lại thích sản phẩm của của Tây yeah. Thành ra họ bắt đầu lâu lắm rồi hai ba chục năm bốn năm chục năm cũng có Uh, rồi cứ vậy mà dùng thành ra Kimberly đề nghị là nếu trường hợp mình dùng một cái sản phẩm nào đó mà mình thấy một thời gian sau mình nhìn vào gương mình mà mình phải makeup mỗi một ngày mình nhìn vào gương mỗi ngày đánh răng rửa mặt phải không ạ? À? Yeah. mình thấy là da không được theo ý muốn thì bây giờ mình phải nêu ra vài cái 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 nó có thể nói là để để giúp cho quý khán thính giả của chúng ta uh, để ý đến một chút xíu ấy. thì bây giờ chị Vi Lan giúp Kimberly ha bây giờ mình cần phải um, nêu ra vài điểm mà đề nghị với quý vị là cần phải để ý đến, chú trọng đến khi mình đánh răng, rửa mặt mỗi ngày. Ừ. Thứ nhất là nếu mình nhìn, quan sát cái làn da mà mình thấy nám hiện lên và không, yeah. mình thấy làn da của mình nó càng ngày càng nám. Cái đó đó có nhiều người cứ write off như là cứ nói chứ, ồ oh, chắc tại vì mình bị lão hóa, cái hay là tuổi tác, dạ. Rồi thứ nhì là gì chị? Thứ nhì là có thể là nhiều khi cái làn da của mình Dĩ nhiên theo thời gian nó ừ. sẽ phải cằn cỗi đi, nhưng yeah. mà nếu mà cái 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 nếu quý vị dùng một cái dưỡng da mà nó tốt mà nó đúng thích hợp đó thì quý vị sẽ thấy là cái tuổi mình tăng nhưng mà cái làn da của mình nó chưa thấy chảy xệ, chưa thấy nó đi theo theo cái thời gian nó phải đi ngược lại với thời gian. Thì quý vị có nghĩa là tuổi thì lớn nhưng mà da mình được đi ngược thời gian tức là trẻ đi thì cái điều đó thì quá tuyệt vời nhưng ừ. mà cái quan trọng nếu mình không làm trẻ đi thì mình phải làm chậm cái sự già nua của cái làn da của mình chậm cái sự chảy xệ ừ. đó thì Vi Lan thấy có một cái đặc biệt như thế này Vi Lan phải xin phép bác sĩ Kimberly làm phần đông đó quý vị dùng những cái mỹ phẩm Quý vị đến cái quầy mua thì cái người bán hàng người ta chỉ có cái cái, cái, cái khả năng là người ta giới thiệu quý vị cái mặt hàng đó thôi ừ. nhưng mà đến với bác sĩ Kimberly thì vi lan thấy có cái phần consultant bác sĩ Kimberly consult nghĩa là giải quyết cái vấn đề phân tách các làn da của quý vị như thế nào thành ra khi mà mình có cái vấn đề về da hay là cái da mình mình cảm thấy như bác sĩ nói lâu năm mà chẳng thấy nó hơn kém gì hết nó cứ chơi tới đó hoặc là nhiều khi nó già trước tuổi thì mình nên đến với bác sĩ Kimberly để mà consult phải không ạ? Cảm ơn chị Vi Lan. À, thật sự mà nói là vì khi mình dùng một sản phẩm mà bao nhiêu năm như vậy như chị chị thấy ấy, mình yeah. đôi khi mình rất là ít người bỏ thì giờ ra để nghiên cứu là uh, mình nên đi nơi nào đó khi chị nói những lời đó, đó thì thì Kimberly lại uh, nhớ đến uh, uh, những cái mà quý vị hay bị vấp ấy, yeah. là khi mình bỏ một chút thì giờ ra uh, mà thôi mà trong trong khi cái sản phẩm đó mình sẽ phải dùng hai ba chục năm phải yeah. không? mà đến mình dùng một thời gian mình thấy không có kết quả mình lại tiếp tục mình dùng nữa thì uh, Kimberly đề nghị là nếu chúng ta có thể bỏ một thêm gọi là một chút xíu thì giờ nữa để tìm hiểu coi cái người giới thiệu cho mình là ai yeah. và bằng cấp của người ta như thế nào mà mình không có nên theo nhãn hiệu vì sản phẩm Apogee là được bào chế cho làn da của người Việt à, Nam yeah. nhưng mà mình mình đâu có quảng cáo như Lancome, Shiseido hay những sản phẩm mà hiệu lớn ở ngoài Mo đâu yeah. nhiều quý vị cũng sẽ không biết đến nhưng mà nhờ những cái chương trình như thế này nhờ quý vị coi show của người Việt Nam như là coi TV Việt Nam thì mới biết thôi à, nhưng nhưng mà cái sản phẩm này là cái sản phẩm đúng đã được bào chế cho làn da của người việt nam thành ra là một cái sản phẩm rất tốt cho làn da của chúng ta. Nếu mà quý vị uh, bỏ thêm thì giờ tìm hiểu thì quý vị sẽ thấy là có rất nhiều sản phẩm ở ngoài đó mình không có muốn nói xấu nhưng mà mình chỉ nói đây là uh, không mình... thích hợp. Dạ, không thích hợp là dạ, à dạ. Thì Được đây không, là vậy. cái chương trình mà chúng ta sẽ nêu ra những cái uh, những cái điểm mà mình có thể nói là rõ ràng là thấy những cái điểm đó nó không có thích hợp. Tuy nhiên là những cái gì không thích hợp với làn da hay là những cái gì xuất hiện lên làn da của mình mà mình cảm thấy mình cần phải khiến cho mình phải stop, mình phải ngưng xài những cái sản phẩm mình đang xài. Cảm, cảm ơn chị sĩ. rất là nhiều đã chia sẻ với quý khách và đúng vậy chị Vi Lan và Kimberly đã từng lên đài chung với nhau trên đài radio nên chúng ta nói rất là nhiều về các đề tài này. Yeah. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn chị Vi Lan một lần nữa xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới chị Vi Lan nhé. Vâng cảm ơn bác sĩ Kimberly và cảm ơn quý khán thính giả của chương trình bác sĩ Kimberly Talk Show. Xin được thân ái kính chào. Chào quý vị. Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay Vi Lan giới thiệu đến quý thính giả một bộ kem dưỡng da cho các em tuổi dậy thì. Nếu mà trong nhà quý vị có các em nhỏ thì thưa quý vị đây là một bộ kem dưỡng da rất là tốt cho các em để mà khi các em chuẩn bị hoặc là đã có mụn rồi thì đây là một cái cách chữa trị rất là nhẹ nhàng và thưa quý vị chỉ có 90 đồng mà thôi. Và nếu nhỡ chẳng may chúng ta bị mụn rồi thì thứ sao? Thì thưa quý vị, với cái phương pháp chữa trị mụn của công ty Apogee chỉ có 300 đô la. Chỉ có 300 đô la mà thôi. Quý vị gọi vào ngay bây giờ thì quý vị sẽ được tặng free một cái bộ facial kit. Và thưa quý vị, với cái bộ facial kit này quý vị sử dụng là khi mà mình rửa mặt thì nó sẽ lấy đi những cái chất dơ, chất dầu và những cái da chết nó làm cho da của quý vị được mịn màng. Và một lần nữa, 90 đồng cho bộ dưỡng da, 300 đồng cho phương cách trị mụn được free cái facial kit. Xin quý vị gọi vào ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của thẩm mỹ viện Kimberly, Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland Và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta Xin gọi ngay 1888 đẹp sang Tức là 1888 3377264 Để được tham khảo ra miễn phí với bác sĩ Kimberly Vy Lan xin được thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả Ngày hôm nay Vy Lan sẽ có một cái promotion rất là đặc biệt của công ty Apogee Đó là nếu quý vị mua một bộ cấu tạo da Một bộ trị mụn hoặc là một bộ tái tạo chống nhăn quý vị sẽ được hai trong ba món quà này và món quà đó gồm có cái gì thì quý vị đầu tiên là cái facial kit cái thứ hai là apogee neck and decollete cream và thứ ba là cái ocean mud mask một lần nữa mua một bộ cấu tạo da một bộ trị mụn một bộ tái tạo chữa nhăn thì quý vị sẽ được hai trong ba món quà này xin quý vị đừng chần chờ gọi ngay cho công ty Apogee ở 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264. Khi mua trái cam, chúng ta đừng để ý sự bao gói che đậy bề ngoài mà cần tích bên trong trái nào nhiều nước hơn. Để mang lại kết quả tối đa, chúng tôi đầu tư 95% về nghiên cứu và bào chế, dùng các nguyên liệu tốt nhất cho làn da của người Việt Nam. Hãy chọn lựa cho mình sản phẩm tốt, an toàn để bảo vệ làn da do chính bác sĩ bảo chế cho người Việt Nam. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang. Vì Lan xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay Vì Lan rất là excited để giới thiệu đến quý thính giả một cái sản phẩm mà ai trong chúng ta cũng yêu thích, giúp cho quý vị thon gọn mà cái quan trọng là quý vị ăn uống vẫn bình thường mà không cần phải diet gì hết quý vị vẫn thon gọn như thường. Đó là sản phẩm gọi là Fat Burner. Thưa quý vị, Fat Burner giúp cho quý vị không cần phải diet mà quý vị vẫn thon gọn như thường. Và cái quan trọng là nó sẽ burn ở những chỗ nào có mỡ mà cần thiết phải được burn. Mà thưa quý vị, cái sản phẩm này Fat Burner không phải riêng villa giới thiệu mà Dr. Oz trên TV Mỹ cũng đã từng nói nếu quý vị muốn được thon gọn, giảm cân và không muốn diet thì đây là một cái sản phẩm rất cần cho quý vị muốn có một thân hình thon gọn mà không cần phải diet, không cần phải kiêng ăn. Đây là một sản phẩm quý vị cần phải có. Và ngày hôm nay mua 5 tặng 1 quý vị nhé. Đúng vậy, mua 5 tặng 1. Xin quý vị gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264.